Mũi Hàn phải nói là rất xấu anh em ạ. Mũi Hàn phải nói là rất xấu luôn. À, xấu ở đây không phải là do cái máy Hàn xấu mà ở đây là do mình không biết Hàn anh em nhé. Hello anh em nhé, quay trở lại kênh. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một con máy Hàn tích xung. Thì mình chia sẻ anh em đây là một con máy chạy dầu, nó sử dụng dầu diesel và mình mới đổ dầu ở đây để chạy. Con này thì nó chạy inverter nên là nó sẽ tự điều chỉnh cái mức ga. Thì giới thiệu sơ bộ anh em cái cách đẩy ra đấu nối kết nối với cái hệ thống này nhá. Đấy, đầu tiên thì ở đây mình sẽ có được là cái dây khí này, bình khí thì nó sẽ đi vào ở bên đây, khí vào đây và đi ra bên đây. À, thì cái tiêu chuẩn mà đấu cái hệ cái dây Hàn thì nó sẽ theo tiêu chuẩn Nhật nên nó sẽ có một cái dây tiếp điểm bằng ổ cắm này, ổ cắm tiếp điểm được nối vào vị trí đây. À, nó có vài cái chức năng nữa để kết nối với robot Hàn và chế độ Hàn điều khiển từ xa tự động. Thì nó cần một cái rắc cắm để kết nối với lại hệ thống robot Hàn. Thế thì còn một số cái dây khí mà chúng ta Hàn thông dụng thì chúng ta nối vào đây, khí vào đây, khí ra đây. Còn cái tín hiệu mà để lấy ra Hàn ấy, à cái dây dòng Hàn ra thì mình sẽ có cọc, và đây là cọc dương này, cọc dương em nhé, cọc dương là được kết nối vào cái dây mát. Còn dây Hàn thì mình sẽ nối bên đây, ở đây nó có ký hiệu ạ. Đây, cọc dương là màu đỏ này, màu đen này. Để cái vận hành của nó thì nó sẽ có những cái chế độ Hàn cơ bản như sau. Nó có chế độ Hàn điều chỉnh để Hàn cơ bản này, Hàn kết nối điều khiển từ xa là những cái chế độ ở trên, thì mình chọn là Hàn ở chế độ này nhé. Còn đây là chế độ Hàn tích và Hàn que. Nếu mà Hàn que thì mình sẽ mắc cái cọc Hàn ở đây, hai cái độc lập với nhau anh em ạ. Hàn que nó sẽ có cọc ở đây, âm dương đây. Thì mình đang chọn ở chế độ Hàn tích. Bên đây là cái nút này là nút thử khí này, người ta bấm đây cái nó sẽ xì khí ra. Ở trên đây là chế độ chọn chế độ Hàn xung. Trong chế độ Hàn xung thì nó có những cái mức điều chỉnh được là cái dòng Hàn xung này, thời gian xung và tần số xung. Cái này dịch ra nhé thì nó có bù dịch hiện mình sẽ dịch ra được. Đây là cái thời gian bắt lửa, tức là cái thời gian ban đầu ấy, nhanh hay chậm. Còn một cái này nữa thì mình vừa mới dịch ra thì là cái tính năng gì mình quên mất rồi, tí nữa mình sẽ thử lại cho anh em. Thì khi mà sử dụng thì mình sẽ việt hóa và dịch ra cái này. Mình không phải là thợ Hàn nên là những cái chức năng mà để điều chỉnh cho nó phù hợp với dòng Hàn thì anh em Hàn quen thì em sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp nhé. Còn ở đây nó còn một cái nút nữa, nút đây là chế độ là chúng ta tự động nhấp nhả hoặc là chế độ giữ. Ví dụ đây chế độ là chúng ta giữ thì nó sẽ Hàn, chúng ta nhả ra thì nó sẽ ngắt. Còn đây chế độ bấm một cái thì là nó sẽ Hàn và bấm một cái nữa thì nó sẽ ngắt ra, mình không cần phải giữ cái nút đấy. Còn chế độ đây là chế độ chúng ta sẽ chuyển hai cái chế độ Hàn, khi chúng ta bấm vô thì là nó sẽ Hàn giữ, và chúng ta bấm một cái nữa thì nó sẽ chuyển vào cái chế độ là Hàn xung và Hàn thường á. Đấy thì mình test thì mình thấy cái tính năng như thế, thì không biết là phải khai thác hết cái tính năng của nó hay chưa. Thì cái này nếu mà anh em mà sử dụng thì anh em có thể là khai thác thêm. Cái chỉnh dòng Hàn thông thường là mình sẽ chỉnh ở đây nha anh em nhé. Đấy, chỉnh Hàn thông thường này, ta chỉnh được cái dòng Hàn ở đây. Còn nếu mà Hàn xung thì nó có một nút chỉnh dòng Hàn xung ở bên dưới. Đấy, 270 A đây. Nếu mà chúng ta điều chỉnh ở dưới này thì nó không có tác dụng. Khi mà chúng ta Hàn ở chế độ Hàn thường, không điều chỉnh được nhé. Và chỉ có điều chỉnh được cái nút này thôi. Còn khi mà chuyển sang chế độ xung thì nó sẽ chỉnh cái dòng Hàn ở đây. Kết hợp với lại cả cái các cái thời gian chỉnh xung như này thì anh em Hàn sẽ điều chỉnh mà sau đó cho nó phù hợp. Con này chạy nó rất là êm luôn, cực kỳ là êm luôn, vì nó sử dụng cái dòng inverter mà nó tự động điều chỉnh cái mức ga theo cái dòng Hàn. Ví dụ chúng ta chỉnh cái dòng Hàn thấp xuống thì chúng ta nghe cái tiếng máy nó sẽ giảm xuống, tăng lên thì chúng ta sẽ nghe tiếng máy nó tăng lên. Và cái mức ga này thì nó tự động nó điều chỉnh theo cái dòng của chúng ta Hàn. Chúng ta đang để là 150 A, 130. Bên đây thì nó có cái chế độ Hàn tự động. Nếu chúng ta bật ở đây ấy thì nó sẽ chạy hết mức ga luôn. Ở chế độ này thì nó sẽ hơi tốn nhiên liệu và nó sẽ chạy ở mức tối đa. Còn ở đây thì chúng ta chỉnh nó sẽ tự động điều chỉnh theo cái mức cái dòng Hàn chúng ta điều chỉnh. Đó. Đây là cái đồng hồ báo cái thời gian làm việc của máy. Cái đồng hồ này thì chúng ta cứ bật cái chìa khóa lên là nó báo này. Nên là cái số giờ của nó chạy lên tận 4.800 giờ rồi. Tuy nhiên với cái dòng máy Hàn này thì nó chạy là khá là tốc độ khá là chậm. Đấy. Chúng ta bật chìa khóa quên thì nó cũng chạy cái thời gian này nhá. Chúng ta cứ ngâm điện là nó báo thôi. Đấy. Đây, còn đây là những cái đồng hồ báo cái mức nhiên liệu này, các cái đồng hồ báo các cái trạng thái.
chúng ta có nhiệt độ, có áp lực tối nhất và báo nhiệt độ của nước máy dầu mà, thì nó sẽ có những chức năng như này. Ngoài ra nó còn báo nhiệt độ của mình AQ. Còn cái thời gian này là cái thời gian chúng ta làm việc mà lâu quá thì nó hiển thị nó nóng, nếu nóng ấy, thời gian làm việc dài thì nó sẽ báo cái đèn này. Đây là đồng hồ báo sấy. Còn đây là cái tần số điện áp mà chúng ta lấy điện ra để xài, 50 hoặc 60 Hz. Cái này được thiết kế cả hai cái dòng điện luôn. Dạng điện là của Nhật và điện của Việt Nam mình thì xài 50 Hz này. Còn bên Nhật thì họ xài với cái dòng điện là 60 Hz. Đó thì tính năng cơ bản thì đấu nối nó cũng khá đơn giản thôi. Và đây là những cái kết nối cơ bản nhất để chúng ta có thể sử dụng hàn. Cái máy hàn này nó sẽ rất là phù hợp để chúng ta đi công trường. Chúng ta sử dụng công trường, công trình, nó có tính năng vừa lấy điện ra để chúng ta sử dụng và chúng ta có được cái hai cái hàn, hàn tích và hàn que luôn, nên chúng ta có thể hàn bất kỳ một loại que hàn gì đó. Ok, và bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài cái mối hàn nhé. Mình sẽ test thử cho anh em một vài mối hàn đấy, thì anh em sẽ theo dõi để mình hàn thử nhé. Để em kéo đây. Ok, là cái mối hàn mình chạy không có bồi, mình chạy hàn trực tiếp từ cái đường hàn của nó ra, nó sẽ như thế này em nhé. Và bây giờ mình thử hàn bồi vô xem là nó sẽ như thế nào. Mối hàn phải nói là rất xấu anh em ạ. Mối hàn phải nói là rất xấu luôn. Xấu ở đây không phải là do cái máy hàn xấu mà đây là do mình không biết hàn anh em nhé. Đấy thì mình cho mình cái mối hàn như này. Ok, và ngày hôm nay thì test thử cho anh em chế độ hàn của cái máy hàn này thôi. Còn thực tế mà hàn đẹp hay không đẹp thì không phải là do cái máy mà do cái người hàn. Đấy thì anh em quan tâm đến những cái máy hàn đi công trình, công trường mà chạy dầu như này á, thì anh em sẽ liên hệ với mình sẽ báo cho anh một cái giá thành nhé. Cái này thông thường cái giá thành của nó sẽ đắt gấp 3 lần so với lại máy chạy điện anh em nhé.
Nhưng mà nó cái tính năng rất là nhiều cái tính năng điện, hàn tích, hàn mic, hàn que, tại vì con này là chạy bằng bằng dầu diesel. Ok, và video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Video tới thì mình sẽ thử cho em một số cái máy có thể cắt lát ma chạy bằng dầu diesel nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.